Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với admin điểm qua vài tin chính có trong ngày hôm nay. Ten Hag rộng cửa ký máy chạy cánh thay Bisaka. MU ký hai chảo cưng của Ten Hag 120 triệu euro. Ten Hag chỉ tập trung cải tổ khu trung tuyến và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Ten Hag tức giận khi MU để mất vua dội bom. Báo chí Anh cho biết, Huấn luyện viên Erik Ten Hag đã tỏ ra không hài lòng sau khi Man U vồ hụt Darwin Nunez, vua rồi bom của giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha vừa qua. Trước đó ông cho rằng Quỷ Đỏ sẽ thành công trong thương vụ chiêu mộ tiền đạo người Uruguay. Liverpool mặc dù là người xuất phát sau nhưng rốt cuộc lại giành được chữ ký của cầu thủ đã ghi tới 36 bàn cho Benfica mùa giải 2021-2022. Darwin Nunez nằm trong danh sách ưu tiên của MU và Ten Hag dự định rằng anh có thể mang đến sự cạnh tranh hoàn hảo cho Ronaldo mùa giải tới trước khi trở thành cây dân bàn chủ lực của câu lạc bộ. MU ký hai chảo cưng của Ten Hag 120 triệu euro để an ủi cho thất bại trước Liverpool về thương vụ Darwin Nunez, MU sẽ tỏ ra quyết tâm hơn trong việc chiêu mộ Frenkie de Jong và Anthony, hai học trò cũ của Ten Hag tại Ajax. Dự kiến ban lãnh đạo của đội chủ sân Old Trafford sẽ cần bỏ ra không dưới 120 triệu euro để đón hai cầu thủ tài năng này về câu lạc bộ. Nhà báo Alex Crook của Tau Sport khẳng định, Ten Hag đang đến gần với hai cậu học trò cũ của mình trong công cuộc tái thiết lại ánh hào quang của đội bóng giàu thành tích bậc nhất nước Anh. Man, Man đô ký hợp đồng với đề giao bán kết Van der rời khỏi câu lạc bộ. Eric Ten Hag không hề giấu diếm ý định đưa đến nhà hát của những giấc mơ, những cái tên đã làm nên thành công của Ajax vào mùa giải 2018-2019. Đó là những tài năng được vị chiến lược gia người Hà Lan đưa ra ngoài ánh sáng sau chiến tích lọt vào bán kết C1 mùa giải năm đó, mặc dù vậy, viễn cảnh trên sẽ khó xuất hiện tại Old Trafford mùa này khi sự xuất hiện của De Jong có thể vô tình đẩy Van der Beek rời đội bóng trong mùa hè này. Việc bộ đôi trên có một lối chơi giống nhau chắc chắn sẽ khiến tân thuyền trưởng của Man U chỉ có thể ưu tiên một khi còn rất nhiều những cái tên và vị trí khác cần bổ sung hoặc thay thế. thân hắc rộng cửa ký máy chạy cánh thay Bisaka Quỷ Đỏ được cho là đang nhắm tới một hậu vệ phải mới khi tương lai của Aaron Wan-Bissaka hiện chưa rõ ràng. Cầu thủ được Man U mua về với giá 50 triệu bảng đang thu hút sự quan tâm từ Atletico Palace và Roma. Diogo Dalot được cho là sẽ ở lại nhưng đây một khu vực vẫn cần được tên hắc cải thiện. Theo Daily Mail, Man U hiện đã chuyển sự chú ý đến Denzel Dumfries, một cầu thủ mà tên hắc biết rõ do khi anh từng chơi ở giải Hà Lan. Cầu thủ 26 tuổi đã trải qua 3 mùa giải với PSV Eindhoven trước khi chuyển đến Inter Milan vào mùa hè năm ngoái, nơi anh nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình. Nhưng những khó khăn về tài chính của Inter khiến họ buộc phải cân nhắc việc bán anh để cân bằng số sách. Báo cáo khẳng định, câu lạc bộ Ý sẽ sẵn sàng chấp nhận những lời đề nghị trị giá 26 triệu bảng dành cho Dumfries. Dumfries đã có được 5 bàn thắng và 4 pha kiến tạo trong 33 trận ra sân ở Serie A mùa trước. Hậu vệ cánh năng động bùng nổ này muốn ở lại Inter nhưng nếu phải ra đi, Manu được cho của anh là điểm đến ưa thích của anh. Hơn nữa, sự hiện diện của Ten Hag có thể giúp Dumfries thích nghi với ngoại hạng Anh. Tiền đạo huyền thoại của Inter Chitian Vieri dự đoán trên kênh truyền hình Ý, theo những gì tôi hiểu, Inter sẽ bán Skinny và Dumfries. Manu phải học theo Liverpool Nhiều nguồn tin uy tín khẳng định Liverpool sắp sửa có được chữ ký của Darwin Nunes. Trước đó, Manu cũng đã dốc toàn lực để theo đuổi chân suốt người Uruguay nhưng cuối cùng, Nunez đã đi theo tiếng gọi của lữ đoàn đỏ. Mới đây, huyền thoại Robin Fowler cho biết, rõ ràng đã có một sự tính toán mà Liverpool có thể để Mane và Salah thi đấu trong mùa giải này mà không cần thỏa thuận hợp đồng mới. Nó đã thành công, đó là một trong những mùa giải tốt nhất của họ từ trước đến nay, nhưng đã có những toan tính. Nếu Liverpool đưa tiền cho Mane, họ cũng phải trao cho Salah, rồi Van Dijk, Alisson và các cầu thủ khác. Bạn có thể thấy ý tưởng về đắc huyên Nunez. Mane 30 tuổi, còn Nunez 22 hai bán Mane có thể thu về khoảng 40 triệu bằng và Nunes có giá 80 triệu bằng. Rất có thể Nunes sẽ chỉ nhận được ít hơn một nửa mức lương mà Mane yêu cầu. Điều mà trong thời hạn 5 năm hợp đồng có thể giúp Liverpool tiết kiệm tổng cộng khoảng 40 triệu bằng. Trên hết nó không phá vỡ cấu trúc tiền lương. Nhìn theo cách đó, việc thay thế một ngôi sao 30 tuổi bằng một cầu thủ 22 trong khi vẫn giữ cân bằng tài chính là thắng lợi lớn cho Liverpool và điều đó là điều mà Man U phải học theo. Chính thức ký hợp đồng thần đồng trên 5 năm Chuyên gia tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết, Man U đang thương thảo hợp đồng mới nhằm giữ chân cầu thủ chạy cánh 17 tuổi Alejandro Garnacho. Kế hoạch của MU là đề nghị Garnacho ký hợp đồng mới 5 năm với câu lạc bộ. Hiện tại, thần đồng người Argen chỉ còn giao kéo 1 năm với quỷ đỏ. Các cuộc đàm phán đang diễn ra và phía MU hy vọng có thể chốt xong thương vụ này trong năm nay. Garnacho gia nhập Học viện Trẻ MU từ Atlantico vào năm 2020, Hồi tháng 4 vừa qua, tiền đạo này đã có màn ra mắt đội 1 MU và sân thể chỗ Anthony Elanga trong trận hòa 1-1 trước Chelsea tại ngoại hạng Anh. Tới vòng cuối gặp Crystal Palace, Ganacho một lần nữa được huấn luyện viên Rangnick sử dụng. Ở tuổi 17, Ganacho là nhân tố quan trọng giúp cho đội trẻ MU vô địch FA World Cup 2021-2022. Và với những gì đang trình diễn thì Ganacho hứa hẹn sẽ mang tới cho huấn luyện viên Eric Ten Hag thêm sự lựa chọn cho đội hình Man United trước mùa giải mới. Mới đây, MU đã xác nhận chia tay 11 cầu thủ, bao gồm những ngôi sao đội 1 và cầu thủ trẻ như Edison Cavani, Lee Grant, Jesse Lingard, Juan Manta, Nemaza Matic, Paul Pogba là những cầu thủ đội 1 sẽ rời Old Trafford mùa hè này. Và ngoài ra thì còn một số cầu thủ trẻ khác cũng phải ra đi do hết hạn hợp đồng. Rõ ràng, trong bối cảnh mà MU thanh lọc mạnh mẽ lực lượng, việc họ lên kế hoạch dự chân Ganacho bằng bạn hợp đồng dài hạn, cho thấy câu lạc bộ đánh giá rất cao tài năng của sao mai 17 tuổi. Sao mai người Argentina có thể sẽ tiếp bước con đường của những Marcus Rashford hay là Anthony Alenka trong tương lai gần? Ten Hag vừa tạo dấu ấn đậm nét trong thương vụ Darwin Nunez. Man United buộc phải hướng đến thị trường chuyển nhượng để cải thiện tuyến tiền đạo của họ vào mùa hè này sau sự ra đi của Edison Cavani, chỉ còn Ronaldo là tiền đạo thực thụ duy nhất của quỷ đỏ. Để giải quyết vấn đề nổi cộm, có vẻ như Man United đã tìm đến Darwin Nunez Tiền đạo này đã ghi 34 bàn mùa này sau 41 trận, bao gồm 6 lần lập công ở Champions League. Cả Man United và Newcastle đều quan tâm đến cầu thủ này bên cạnh Atletico Madrid. Nhưng rõ ràng ngay từ sớm, cầu thủ này đã chỉ muốn chơi ở Champions League vào mùa giải tới. Sau mùa giải 2021-2022 tệ hại, đây dĩ nhiên là điều mà quỷ đỏ không thể cung cấp cho Nunez. Rồi Liverpool xuất hiện và trở thành bến đỗ lý tưởng cho Nunez. Có vẻ như Sadio Mane sẽ rời Anfield vào mùa hè này với sự quan tâm từ Bayern Munich. Vì vậy, Jürgen Klopp sẽ là người thay thế. Và Benfica được cho là muốn có 85 triệu bảng cho cầu thủ này và theo nhà báo uy tín chuyên về chuyển nhượng Fabrizio Romano. Đội Cốc đã đạt được thỏa thuận với câu lạc bộ Bồ Đào Nha khi chấp nhận chi ra số tiền được yêu cầu. Trong khi đó, Man United thay vì đáp ứng lời đề nghị đó hoặc là cố gắng vung tiền cho Nunes đã bỏ qua thương vụ này và điều đó phần nào cho thấy sự trưởng thành của câu lạc bộ. Mặc dù người hâm mộ quỷ đỏ rất không muốn chứng kiến một tiền đạo xuất chúng như Nunez đến Liverpool, nhưng phần đông sẽ chấp nhận rằng việc chi nhiều tiền như vậy cho một cầu thủ không phải là một ý tưởng hay. Và nếu Man United chi ra số tiền đó, thì nó phải dành cho một tiền vệ nơi mà đội chủ sân Old Trafford đang yếu kém. Họ cũng vui mừng vì câu lạc bộ đã không lãng phí thời gian hoặc ném mức lương ngớ ngẩn đến miễn cưỡng thuyết phục một ai đó. Trong quá khứ, Man United sẽ cảm thấy đó là đặc quyền của họ Họ muốn bảo vệ vị thế của một trong những câu lạc bộ lớn nhất nước Anh và đảm bảo rằng thỏa thuận xảy ra bất kể điều gì. Và về quỷ đỏ bỏ qua Nunes là dấu hiệu của việc đưa ra quyết định thông minh hơn hoặc chấp nhận rằng họ không phải là điểm đến cao cấp ở Premier League nữa, một trong hai luồng tư tưởng đó sẽ giúp họ đứng vững. Dĩ nhiên, tân huấn luyện viên Ten Hag đã có tiếng nói quan trọng trong quyết định của Man United. Ông sẽ xây dựng thay đổi đội chủ sân Old Trafford từng bước một và chấp nhận rằng sẽ còn lâu nữa câu lạc bộ mới có thể cạnh tranh với Man City hay Liverpool trên thị trường chuyển nhượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.